Mến chào tất cả quý vị khán giả. Quý vị ơi, không xong rồi. Thận xin được phép thông báo tin cực kỳ là khẩn cấp tới kênh Thượng Phạm luôn. Là kênh Thượng Phạm sắp sửa bay rồi quý vị. Thận nói thiệt chứ không nói giỡn đâu. Hiện tại giờ là có người thuê đánh hết hai gậy bản quyền rồi. Nguyên ngày nay đánh hết hai gậy. Đánh cái video là Vũ với Phạm Tấn là kéo đông người lại tìm Thượng Phạm á, với lại một cái video là khán giả gọi để mà chia sẻ lên á, đánh hai cái video đó là đánh bản quyền là hai gậy rồi, một gậy nữa là bay kênh, khả năng kênh Thượng sẽ bay quý vị. Thượng nói thiệt chứ không nói giỡn đâu. Đó, cho nên là mấy hôm nay thì Thận đi quay cũng khá là nhiều, cho nên là không có đăng được, đăng lên là sẽ bay kênh là mọi người sẽ không thấy. Thận lên cái clip này là Thận nói lại hồi đó giờ, Thận nói trước sau như một là kênh Thận là thông báo là như vậy, sắp sửa bay đó. Chắc có lẽ là quý khán giả cũng đã biết được, đoán được là người nào sẽ là thuê rồi ha. Thuê dịch vụ đánh gậy bán quyền kênh Thượng Phạm, có nghĩa là họ họ sẽ lấy hình nền hoặc là họ lấy một miếng video của Thượng á để họ bỏ lên kênh họ, rồi họ sẽ đánh ngược lại. Chứ hồi đó giờ quý khán giả có thấy Thượng đâu có đăng phim của ai, bất kỳ của ai đâu. Những cái phim của Thượng là tự đi quay, tự làm ra không à. Bây giờ bị đánh bản quyền là Thận có nhắn tin với những cái Gmail mà tại sao mà đánh bản quyền Thận á, thì họ nói là có người thuê, họ chỉ là người thuê thôi, người nhận tiền qua đường vậy thôi. Đó là nếu mà quý khán giả đã hiểu ra được người nào thì Thận á, là nói chung là Thận không có chơi tiểu nhân vậy quý vị. Thận không có thuê dịch vụ, nhưng Thận cũng không có tiền nhiều đâu để đầu thuê. Thì nếu mà quý khán giả mà thấy cái việc làm Thận mà ủng hộ Thận á, thì Thận rất là mừng đó. Nhưng mà Thận thì không có thuê để mà phản đòn lại hay gì hết. Nếu mà quý khán giả mà thương Thận á, mà ủng hộ bà con nghèo, bà con khó khăn á, để mà giúp đỡ mọi người á, thì bằng cách đó là Thận là luôn luôn lúc nào là ở ngoài trong sáng, là Thận sẽ nói tất cả mọi mặt cho khán giả được biết luôn. Nếu mà thương bà con nghèo, thương bà con khó khăn, thương Thận, thấy việc làm của Thận có ý nghĩa mà thật kênh Thận gặp cái vấn đề gì đó, thì quý vị có thể là qua bên cái kênh của người mà đánh gậy bản quyền Thận á, thuê người á. Cái này là Thận nói thiệt luôn. Tới non nước này sập kênh rồi không còn gì nữa. Là quý vị có thể là vô cái những cái clip của họ đăng á, nếu mà mình thấy mình không ủng hộ á, mình có thể là bấm chỉ ngón tay xuống nè, rồi xong rồi chưa hết đâu, ở bên có cái lá cờ á, quý vị bấm vô cái lá cờ đó, rồi lá cờ sẽ hiện lên mấy mục là video đó có vấn đề gì đó, thì chọn cái đó, cái mình gợi ý, soạn vài chữ gợi ý nữa, xong bấm ok. Đó là cái cách là quý vị khán giả thương bà con nghèo, thương bà con khó khăn, là ngăn chặn những người này không cho họ để mà phá những bà con nghèo, bà con khó khăn. Tới đây là không biết ra thế nào, Thận lên cái clip này Thận cũng thông báo với tất cả quý khán giả là lỡ kênh Thận sập luôn, không còn đăng video được nữa, thì Thận có tạo kênh mới, Thận vẫn đặt tên là Thận Phạm. Quý vị khán giả có thể là mai mốt có search vô thì kiếm nữa nha. Còn nếu trường hợp khó quá Thận sẽ vô net. Rồi, Thận một lần nữa Thận xin được phép nhắc lại. Nếu bà con mình hay là quý khán giả có thương bà con nghèo, bà con khó khăn, thấy việc làm Thận mà ủng hộ á, cái kênh mà thuê mà người mà đánh gậy bán quyền Thận á, thì quý khán giả đã biết rồi. Thận cái nói cái nào ra cái đó quý vị. Xin phép.
cũng như là phản đối những cái mà không đúng, bằng cách quý vị có thể là vô video của họ, bấm chỉa ngón tay xuống, bấm lá cờ, còn xong rồi cho một cái phản đối, xong rồi ok. Rồi Thận chỉ nói vậy thôi, chứ Thận không có chơi tiểu nhân. Không không có kiểu mà thuê người để đánh gậy bản quyền, Thận nói trước sau như một, một phát một đó quý vị. Đó, đánh hai cái video video là quen nhóm người đi tới địa phương Thượng Phạm á, với lại cái video là khán giả bức xúc, khán giả chia sẻ rồi lên đó, rồi đầu là đánh hai bài đó luôn. Đó, những thông tin là Thận chia sẻ là có thật 100% quý vị. Thận có tương lai sẽ bay kênh đó quý vị. Thận nói thiệt chứ không phải giỡn đâu. Đó, phim tháng 7 cũng là tháng Vu Lan báo hiếu, thì Thận cũng đi phát gạo cũng khá là nhiều, bây giờ không dám đăng, là đăng lên đó thì mọi người sẽ không có thấy. Hai gậy rồi đăng lên nữa kênh mất đề xuất rồi quý vị, không ai thấy nữa trơn á. Rồi tới đây á, thì một là Thận sẽ vô nếp, hai nữa là Thận có thể là nếu mà có tạo kênh mới, Thận vẫn đặt tên là Thận Phạm đấy nha quý vị. Quý vị cứ search tên Thận Phạm là ra. Thận nghĩ là nếu mà khán giả mà có tìm ở trên mạng không có thấy, còn thấy Thận Phạm để đi giúp đỡ bà con nghèo, bà con khó khăn nữa, thì gán sợ cái tên Thận Phạm nữa là ra. Cỡ nào cỡ Thận cũng, ví dụ như Thận thành lập kênh khác nữa, Thận cũng đặt tên Thận Phạm nữa đó. Còn những việc làm mà sai trái thì mọi người cũng đã thấy rồi đó. Nếu mà ủng hộ thì bấm quay lên, còn không ủng hộ thì vậy nè quý vị, chĩa xuống. Cái đó Thận nói thiệt luôn á. Còn được nhiều hay nhiêu với quý vị, hai gậy rồi, ba gậy là mất kênh, bây giờ là hai gậy rồi, thêm gậy nữa là mất kênh nha quý vị. Nó không biết họ thuê bao nhiêu tiền. Thận thì không có chơi tiểu nhân vậy, không, Thận không có thuê mà đánh gậy rồi này nọ, muốn gì thì nói với khán giả, giống như Thận đang nói với khán giả với Mạnh Thường Quân nè, muốn gì thì nói đó. Và khán giả ủng hộ thì khán giả vậy, còn khán giả không ủng hộ thì vậy, còn khán giả ủng hộ thì vậy nè, cho cái lá cờ lên rồi bấm lá cờ tốt, còn nếu không ủng hộ thì vậy, lá cờ xuống luôn đó. Thận là đứng chính giữa, là Thận nói công bằng nhất à, chứ không có chơi tiểu nhân. Nói chung thì bây giờ là Thận chia sẻ cho quý vị là thật tình như vậy đó quý vị, kênh Thận là sắp sắp sụp rồi đó. Nếu quý vị khán giả thương Thận, thương bà con nghèo, thương bà con khó khăn á, thì mọi việc ủng hộ hay không là do khán giả. Một lần nữa thì trước khi muốn khép video lại á, thì Thận cũng xin được phép, cho dù lỡ bất cứ thế nào Thận vẫn tạo kênh khác, Thận vẫn đặt tên là Thận Phạm đó nha quý vị. Rồi Thận lên cái clip này là khẩn cấp, cũng xin thông báo với lại chị Hiền Phạm, với lại chị Cúc Nguyễn ở Mỹ, gửi số tiền để giúp đỡ cho bà con nghèo, bà con khó khăn là phát gạo á. Thận mới vừa nhận được của quý vị 600 đô à, mới vừa nhận được luôn nè. Rồi tiếp theo là một cái receipt nữa. Tiếp theo là một cái receipt nữa là của chị Hồng Anh và chị Nina, gửi là 400 đô, cũng là phát gạo cho bà con nghèo, bà con khó khăn nữa. Thận cũng nhận được rồi. Đây là quý vị, tiếp theo một cái receipt thứ hai nữa. Thận sẽ phát nhưng mà cái video Thận sẽ tạm không có đăng nha quý vị, để Thận kháng cáo lại. Rồi nếu mà gỡ gậy được hết đó, thì Thận sẽ đăng tiếp clip. Nói chung là Thận cũng cố gắng hết mình. Mọi việc thì Thận cũng nhờ tất cả quý vị khán giả xem cái việc ai làm đúng, ai làm sai. Nó làm đúng thì vậy, làm sai thì vậy. Đó, ngay cả Thận mà Thận mà có làm sai thì quý vị cũng có thể làm vậy với Thận luôn, vô kênh Thận làm vậy đi. Rồi kéo cờ lên rồi muốn bấm Thận cái gì, nếu mà Thận làm sai thì Thận chấp nhận. Thận con người Thận là vậy đó, nói một phát một.
nó còn cái kênh mà kênh những người mà làm sai thì khán giả cũng thừa biết rồi, nó ví dụ như họ làm đúng thì vậy, còn họ không làm đúng thì mình có thể cho như vậy đó. Hồi đó giờ Thuận không có nói vấn đề này nha, còn bây giờ tới non nước này rồi, đã đập gãy kênh Thuận rồi thì Thuận sẽ nói luôn, ủng hộ hay không là do khán giả, cho dù gãy cỡ nào gãy khán giả là trên hết, gãy còn có thể gỡ được, còn khán giả mà điểm chỉ như thế này là khó là gỡ lắm. Cái video nào mà khán giả cũng điểm chỉ như vậy á thì khó gỡ lắm, năn nỉ từng khán giả rồi. Thận có đôi lời như vậy một lần nữa thì quý khán giả nhớ comment cho Thận biết là tới tương lai tới đây Thận sẽ làm như thế nào, chứ kênh như thế này Thận tạm không có đăng được video. Rồi có thông tin gì nữa thì Thận sẽ thông báo nha quý vị. Rồi bây giờ thì Thận cũng xin chúc sức khỏe tới tất cả những người mẹ, những người chị, cũng như là lễ Vu Lan báo hiếu, xin được chúc sức khỏe tất cả những người mẹ rất là nhiều. Ngay bây giờ Thận xin được phép hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong clip tiếp theo. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.